học nhất từ trước đến nay. Bởi vì chỉ một thứ duy nhất thôi, là khi mình cứ nói chuyện với Cương cái là mình lại lên một cái tầng tích cực vô cùng luôn. Và đó lý do do hệ thống. Không phải ai cũng có được cái năng lượng này và cái suy nghĩ, cái tư duy rất là hay. Đó, đấy chính là thầy Cương. Mong rằng thầy Cương sẽ đồng hành nhiều hơn nữa cùng với tất cả những con người tuyệt vời ở đây. Xin cảm ơn. Lưu lũy che xanh, có con sông chạy quanh. Nào ta hát, khúc hát là hồng, là muôn cánh chim bay giữa biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát, khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền. Con cháu là không tự hào hai tiếng Việt Nam. Ok, cảm ơn ông nhạc. Chúng ta vẫn còn một phần quan trọng nữa trước khi chúng ta kết thúc chương trình này. Một phần quan trọng vô cùng. Bao nhiêu số các anh chị ở đây tin mình là một nhân tài trên tay mà nói? Đất nước này cần nhân tài và chúng ta là những nhân tài thứ thiệt. Hãy đặt tay lên ngực mình và nói tôi là nhân tài. Tại sao các anh chị nghĩ mình là nhân tài?